Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 1 hoan nghênh các sáng kiến giúp khu vực phát triển ngay sau khi Hoa Kỳ công bố tài liệu khung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trả lời phóng viên khi được yêu cầu bình luận về tài liệu mà Mỹ vừa giải mật, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn hoan nghênh các sáng kiến liên kết kết nối ở khu vực, góp phần vào ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. Bà Hằng được truyền thông trong nước trích lời cho biết lập trường trên cũng được Việt Nam và các nước ASEAN chia sẻ trong tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khung chiến lược dài 10 trang được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xây dựng từ năm 2017 và được triển khai vào đầu năm 2018. Trước khi Nhà Trắng giải mật hôm 5 tháng 1 và công bố vào ngày 12 tháng 1, tài liệu này được xếp vào loại bí mật và không dành cho công dân nước ngoài. Việt Nam được nêu tên trong tài liệu này như một quốc gia mà Washington muốn thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng vì là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc khu vực. Tài liệu cho biết rõ mục đích là kiểm tỏa Trung Quốc vì Bắc Kinh đe dọa các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Theo Bloomberg, Trung Quốc hôm 13 tháng 1 cho rằng tài liệu của Mỹ phóng đại cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc thành chuyện giật gân.